Tụ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa Xin sân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Con quỷ phong lưu Của tác giả nhà văn Đào Trinh Nhất Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 5 Tập cuối Bọn du côn đi rồi Tuấn ngồi gật gù như nói một mình Cái ghen nghĩ cũng khỉ thật Ai ngờ nó có thể làm cho con người lo sợ xanh mặt Và tốn kém bạc ngàn như không Đến nỗi biết rằng chúng nó dọa già vai sỏ mình mà vẫn phải chịu mất tiền Sảnh nghe cười lạc <cười> Tôi đang não nề gan ruột Ông còn mai mỉa thêm nữa đây Ông Tuấn Không Em mai mỉa thì trời đánh thánh giật em đi nhưng em thấy cái kết quả cái ghen của anh tốn kém bạc ngàn như thế mà tiếc Thử về nhà quê nói chuyện với ông chú bà thím rằng Chúng tôi ở Sài Gòn ghen gái cũng mất bạc ngàn Liệu chừng các cụ nói tin cho không Đã lỡ làng rồi Tốn kém mấy mà chẳng phải bóp bụng mà chịu Nếu anh biết trước thế này Thì hôm nọ dạy gì ghen tuôn cho khổ Mà nghĩ ở đời Làm một việc gì cũng biết trước lợi hại hết cả Thì ai chẳng làm nên thánh hiền như khổng tử Socrates hay triệu phú như ông vua giàu quả cơ rocker feller nhưng tôi hỏi thật anh nha, tại sao anh ghen nhất là ghen cúc tại mình thương yêu nó quá chẳng muốn để ai chia sẻ với mình lạ ta anh có ruộng lúa gặt rồi kẻ khác tới mót dăm ba bông lúa thừa thì anh để yên vì anh bảo họ nghèo đói tôi ví nàng cúc cũng như ruộng lúa của anh đã gặt đó có kẻ đói khác nhăn sắc nhục dục đến mót mái chút đỉnh thì anh nổi tam bành với người ta để nay mai anh làm mối cho em một con nhân tình thật đẹp Rồi coi em có ghen không nha Ghen cũng tùy người có đáng hay không anh à Em nhớ đã xem trong quyển ăn phân du của uh, Muse Có đoạn một người bạn khuyên ông ta đừng thèm ghen với gái giang hồ Thật hay Ví dụ như anh Đinh Ninh rằng Cúc là nhân tình anh trước Mà A Quang chấm mút vào sau Nó cấm sừng lên đầu anh Cho nên anh ghen Giờ anh suy nghĩ trái lại Chính Cúc là của A Quang anh bắt nhân tình nàng sao thế là anh cắm sừng lên đầu nó thì anh nên lấy làm tự cao sung sướng có phải hơn không sảnh cau mặt và chắp tay vái mãi thôi con xin gian ông đừng giảng luôn lý lúc này bây giờ chúng mình đã dàn xếp hai thằng cáo già kia xong còn với phi rỗ thì làm cách nào cho nó phản cung như lời em nói lúc nãy đó mới là việc quan hệ em tuấn tuấn cười sằng sặc Ôi tí nữa em bị chiếc học lôi kéo ra ngoài thực tế với phi rỗ em tính bây giờ chúng ta phải thuê trạng sư binh vực nó là lẽ cố nhiên ngoài ra ta phải tốn tiền để tìm tuy đô nhắn miệng hay gửi thơ vào khám cho nó bảo nó mai chiều ra phòng dự thẩm thì chối những lời khai cũ và khai lại mới hết khai lại thế nào em tưởng nó có thể nói với quan dự thẩm rằng hôm mới bị bắt nó lính quýnh khai bậy không có ai sai khiến nguyên nhân nó có tư hiềm với a quan vì nó vốn là cu ly trong nhà máy sai gạo của thân phủ a quan mà chính ông chủ con này đã đuổi nó quan ức Bị quăng ra đầu hè với cảnh đối khá thất nghiệp Nên nó quán hận Làm liều đấy thôi Rồi nó tha thiết ngỏ ý ăn năn tội lỗi Tất nhiên luật pháp cũng châm chức cho một vài phần Trạng sư cải giỏi Không chừng chỉ 6 tháng đến một năm là cùng Anh nghĩ cái diệu kế ấy hay ra sao Ừ Kế ấy có lẽ thi hành kết quả được đấy Anh giao 1 ngàn đồng cho em đi thuê thầy kiện Và mua tiêu vô nha Sảnh vào mở tủ sắt lấy số tiền ra trao cho Tuấn Xong việc thì anh thưởng em những gì nào Tuấn hỏi chơi Được rồi anh sẽ tặng em một mỹ nhân Và dọn cho em một căn nhà sang trọng sung sướng quá Thôi giờ anh cứ nằm yên ở nhà đi Mặc tôi đi cậy mượn người ta bôn tẩu việc này cho Không anh không nằm yên ở nhà đâu Mai anh định đưa Cúc ra ngoài Đà Lạt Không chừng sẽ đi tới Quế Hà Nội chơi năm ba tuần lễ khi nào em lo công việc chắc xong Thì đánh dây thép cho anh trở về Chứ nằm nhà buồn lắm Tuấn cầm mũ bắt tay ra đi Còn cố quay lại nói kháy ông anh một câu Phải lắm Anh nên dắt nàng đi du lịch cho khay Có điều anh nhớ mua ít cặp sừng Ở đế kinh Và đất ngàn năm dân vật về làm quà cho em nha Chương 16 Tự đào lấy mã để chôn mình Cách 3 tháng sau một hôm vào khoảng sáu bảy giờ tối ở khúc đầu đường Risto thường ngày tối tăm vắng vẻ người ta thấy một tòa nhà kiểu tân thời bật đèn sáng trưng từ trong vườn qua đến ngoài cổng sắt tỏ ra quang cảnh một nhà có yến tiệc linh đình chừng vài ba phút lại có một xe ô tô đưa một bọn khách đến rồi nối đuôi nhau đổ một hàng dài ở trước cửa tới mười mấy chiếc nếu ai để ý tất phải lấy làm lạ vì khách đến dự tiệc nhà này không thấy những ông khăn đen áo dài cũng không thấy bà nào đứng tuổi búi tóc cánh phượng quanh cổ quấn vàng ra vẻ quý chức phu nhân hay các bà nghiệp chủ khách toàn là hạng thanh niên nam nữ trạc tuổi trong ngoài đôi mươi trẻ trung xinh đẹp hơ hớ cậu nào cũng mặc đồ tây cô nào cũng diện mốt mới cứ trong cách thức họ trang điểm và đi với nhau như thế người tinh mắt có thể nhận biết ngay là những công tử phá sản và tiểu thư giang hồ rồi những tiếng nói cười tiếng ca hát tiếng đùa giỡn tiếng kêu la ở trong nhà vang động ra đến ngoài đường khiến ai đi qua cũng phải dừng chân lại tò mò dòm xem những chai sâm banh mở kêu lấp bóp như tràn pháo nổ chừng chắc cô cậu say khước cả rồi tha hồ nghịch đùa tung ném vào đầu vào mặt nhau những bông hoa tươi nhặt trên bàn tiệc phấp phới tứ tung như một trận mưa hoa ngũ sắc kế họ ôm nhào nhảy múa vui cười rầm nhà nhảy múa chán rồi đàn ca in ỏi mãi đến quá nửa đêm không khí sớm đầu Risto mới trở lại êm lặng như cũ. Nhưng một sâu dài ô tô vẫn đợi ngoài ngõ. Khách khứa vẫn chưa thấy ra về. Bọn shopper đợi chờ lâu quá sốt ruột. Anh thì nằm ngủ lăn trên đệm xe. Anh thì ngồi lên chạy xuống hút thuốc giặt, tán mảnh với nhau. Chém chết thì bây giờ các cô các cậu cũng xoay ra bài cào hay là hút me để sát phạt nhau to. Có lẽ đến sáng. Tôi biết nhiều đám tiệc thừa cơ ăn uống xong rồi, ngã xong cơ bạc thình linh. Nhà chuyên trách không ngờ đâu mà bắt Nhà này có việc gì Mà bày yến tiệc linh đình như thế Đám cưới chăng Ăn mừng được gắn bội tinh Hay thưởng phẩm hàm gì chăng Không Chỉ là một bữa tiệc sảnh dọn nhà mới cho Cúc về ở Tức là nợ kim ốc tàn kiều của chàng Trong thời gian 3 tháng vừa qua Tuấn đã hết sức vì sảnh lo chạy vụ án phi rổ Được kết quả mỹ mãn vô sự Theo như sở định Chú thích nợ kim ốc tàn kiều kim ốc tàn kiều ý muốn nói là sắm sửa nhà lầu đẹp nguy nga để hú hí với nhân tình hết chú thích người chủ sự kẻ trung gian đều không bị phiền nhiễu truy vấn gì cả vì nhờ phi rỗ khéo phản cùng và chịu hết trách nhiệm cũng may a à quan ở nhà thương một tháng thì bình phục như cũ chẳng phải tàn tật mảy may thành ra tòa cũng lượng giảm chỉ kêu án phi rỗ một năm tù mà không phát lưu như nó đã lo sợ sau hai tháng sảnh với cúc ngao du từng đoàn trên đường thiên lý ra đến hà nội thì được tin của túng cấp báo cho biết mọi sự yên ổn chàng tức tốc trở về sài gòn về đến nơi có một tin khác làm cho chàng thêm vui mà có lẽ cúc buồn thầm là tin a quan đã phải về quảng châu khi gia bình phục vì cha mẹ gia cho về bên tàu buôn bán không để ở đây chơi bời sinh sự nguy hiểm nữa thế là tình địch khá sợ của chàng đã đi xa biệt không còn ai dám phóng tiền chơi ngông như già để cùng chàng cạnh tranh chinh phục trái tim của Cúc. Trên trận địa ái tình ấy, chỉ còn mình chàng là viên tướng chiến thắng hoàn toàn. Muốn mua lòng Cúc, công tử sảnh không ngần ngại gì mua một tòa nhà cho nàng đứng tên làm chủ. Sẵn có một tòa biệt thự ở gần đầu đường Riso của một nhà nghiệp chủ Ấn Độ mới cất được ít lâu, Cúc xem lấy làm vừa lòng, từ cách kiến trúc cho đến vị trí, nhà cất theo kiểu tối tân. Giữa khu đất rộng 1.200 thước vuông tứ vi có cây cối mát mẻ Mùa nào có bông trái nấy Trong nhà sắp đặt đủ cả mọi sự cần dùng kim thời cho một gia đình hào phú ra cũng rộng có thể một lúc để hai chiếc xe hơi thông thả Nhưng cúc ưng ý nhất là trên nóc nhà có cái hồ tắm nhỏ nhỏ xinh xắn Lát bằng thứ đá có dần như cẩm thạch Người ta mua từ bên Ý đem sang Lúc nào muốn tắm thì bơm nước ở dưới lên Tự nhiên là một hồ bơi Tắm rồi tháo hết nước đi chỗ ấy hóa ra một sân gác thừa lương rất đẹp những chậu cây cảnh khéo uốn tỉa ra hình này hình kia sắp hàng chung quanh bóng đèn điện mắt dấu ở giữa những nhành lá đêm đến người ta vặn đèn ấy lên đem rượu ngồi hóng gió nói chuyện với nhau có thể cảm tưởng như một cảnh tiên có lẽ cúc đã quen biết người ấn độ chủ tòa nhà này đã thuộc rõ hình thế và cảnh sắc ra sao cho nên tự nàng lựa chọn và này nỉ sảnh mua thành ra đáng giá chỉ độ ba mươi lăm hay bốn mươi nghìn đồng nhưng người chủ nhà ngó thấy cô với cậu thích quá Họ được thể bắt chẹt Sảnh phải trả tới 50.000 đồng mới mua được Chàng bỏ ra hơn một dạng nữa Sửa sang ít nhiều theo ý mình muốn Và thuê hãng La thề, Đóng toàn đồ đạc mới Mua toàn vật dụng sang Để bày biện trong nhà Bây giờ nàng mới dọn về ở nhà mới Chàng gọi là cái ổ tình ái Còn cái nhà chàng ở đường Pierre Blanc Thì chàng cho tay thuê Luôn cả đồ đạc trang hoàng bên trong Đồng thời chàng với Cúc mai mối vật sắc trong đám danh hoa xài thành Lấy một ả để tặng cho Tuấn theo như lời hứa Và biết ý Tuấn đã gắm ghé lâu nay Ấy là cô hai châu giang mà Cúc nhận là em họ bên ngoại Kỳ thật cô là con lai khách Người mẹ theo chồng sang ở Quảng Đông một độ sinh ra cô bên ấy Cho nên có tên là Châu Giang Ân trả nghĩa đền Sảnh đã thưởng sắc đẹp cho Tuấn Lại tặng cậu 3.000 đồng bạc Để dọn nhà và mua sắm trang sức cho người yêu Đã khô quả Tuấn một lời bôn tẩu thu xếp Sảnh mới khỏi dính vào trong vụ phi rổ chém A Quang Tên du côn làm nghề đâm thuê chém mướn này Đã theo mưu mô của Tuấn bảo phản cung Tự chịu trách nhiệm một mình Đánh đổi lấy một số tiền cho vợ con nó làm vốn Sảnh đền bồi Tuấn một đó hoa giang hồ Với một tờ chi phiếu ngân hàng như vậy Kệ cũng xứng đáng Nhưng chính là sảnh đã vô tâm hay hữu ý Nói rằng vô tâm thì đúng hơn Lôi kéo Tuấn theo mình đâm sầm vào bụi gai Nhào đầu xuống hầm hố Tuấn cũng vốn là người phóng đảng Hai chân đã sẵn sàng đứng chụm ở trên miệng hố rồi Sau khi sửa sang chân dọn nhà mới Và xếp đặt xong cuộc ở chung rồi Sảnh và Cúc bàn nhau Là một bữa tiệc linh đình Mời những kẻ quen người thuộc Để vui mừng hai sự mới một thể Tân gia và tân hôn Bản ý nàng muốn bắt buộc công tử sảnh Làm phép cưới tại tòa đốc lý Sài Gòn hẳn hồi Cho được danh chánh ngôn thuận Không phải ái tình chân thật cho là cái gia tài sảnh đã làm nảy ra trong ốc nàng tư tưởng tôn phù lễ nghĩa ấy có được làm vợ sảnh một cách chính thức nàng mới có quyền chung đụng tự do và bạc tiền lúa thóc của sảnh lúc sống hay một mai chàng chết đi thì nàng chứ còn ai là người có quyền thừa hưởng sản nghiệp chàng sẽ để lại mặc dầu sản nghiệp ấy đã như viên ngọc mẻ hết một góc nhưng vẫn còn chiếu sáng long lanh và còn là quý giá mấy ả giang hồ sành sỏi tính toán một việc gì cũng có chủ tâm lợi dụng trước nhất có phải bán mình bán xác thịt họ đi Họ cũng biết đánh đổi lấy một giá rất đắt Mà ý sảnh cũng muốn thế Chàng nghĩ cút như con ngựa trái trứng bất kham Mình dùng dây cương tiền bạc ràng buộc nó Tuy có phần vững nhưng cũng chưa đủ Phải nối thêm dây cương pháp luật nữa cho được chắc hơn Có thế ta sẽ kiềm chế nó vào khuôn Không thể tự do ngoại tình nhảy đực mà ta nghe cho Thế rồi mỗi đàn đi lo giấy tờ khai báo để làm phép cưới Xong việc ấy không thành vì có hai lẽ Một là chàng hơi nể sợ cha Bởi ông phủ hàm viết thơ trách thiện Và mắng như tát nước vào mặt Hai là nàng không có một tờ giấy lộn nào Để chứng tỏ căn cước của mình Tuy sảnh đã quá tuổi thành nhân Và có thể tự chủ lấy đời mình rồi Nhưng chàng cũng thành kính viết thơ về Cà Mau Kể chuyện sắp sửa kết hôn với Cúc Cho ông cụ thân sinh được biết Cũng như một lá đơn xin phép ông vậy Ông cụ làm như mình là một quan phủ đương chức Phê mấy hàng chữ sau đây vào bên cạnh bức thư của con Rồi gửi trả lại Còn trớ trêu hơn nữa Ông cụ đề phong bì tên Cúc Thay vào tên sảnh Mấy câu cha tuyên án con như vậy Thằng con núp sau giai đỉ Tưởng mày lãnh phần gia tài Đem lên Sài Gòn kinh doanh được công việc ít lợi gì Té ra ngày đêm mày bao bọc đĩ Phung phí với đĩ Giờ mày lại định cưới nó làm vợ chính thức Đồ ngu Nhà tao không thể có con dâu là đĩ cũng không muốn có thằng con như mày Tao cấm cửa mày Từ nay đừng dắt mặt về nhà tao nữa Người đã đẻ ra mày uổng công Ký tên Cúc nhận được thơ xem rồi tái mặt Và đưa cho chàng Ông già của mình chửi cha tôi đây nè Kỳ thật nàng là đứa con đẻ ra không có khai sinh Không biết cha mẹ nàng là cha căn chú kiết nào Vì thế nàng không có giấy tờ căn cước để làm phép cưới hai người đành bãi việc thành hôn ở trước mặt luật tuy vậy họ cũng mở tiệc vui mừng nhà mới duyên mới tức là một dịp cho họ khoe khoang sang trọng với những người mà họ mời đến thật đúng như câu phương ngôn tây đã nói ai giống nhau hội họp với nhau khách khứa đám tiệc này không có ai xa lạ chỉ gồm bốn hạng xài thành làng chơi công tử phá của tiểu thơ phong tình anh chị du côn và tay nghề cờ bạc họ ăn uống cười đùa nhảy múa ca hát rồi xoay ra cờ bạc thâu đêm để thịt lẫn nhau như đoạn trên đã nói sảnh với cúc có vẻ dương dương tự đắc lạ lùng đến nỗi lúc nâng cốc rượu sâm banh chào khách chàng bá lấy cổ nàng và thốt ra câu này không hề ngượng miệng chỗ này là nhà vàng của tôi mới mua để chứa một nàng họ kiều ở đất giang đông kim thời tức là em cúc của tôi đây đại kiều hay tiểu kiều phải nói rõ cho bà con biết chứ một người đã say ngất ngưỡng reo cười và hỏi như thế Chắc là Đại Kiều Người khác trả lời hộ sảnh Thế còn Tiểu Kiều đâu Bớt ra cho tôi Ai nấy cười ồ lên như vợ chợ Một người thứ ba chỉ tay vào cô Châu Giang Rồi chỉ vào Tuấn Và giới thiệu với cử tọa Tiểu Kiều và Chu Du là hai cô cậu đây này Vậy chúng ta nên mời ông Tôn Bá Phù và nàng Đại Kiều Mỗi người một cốc rượu Thế rồi cả mấy chục tân khách luân phi nhau ép mời sảnh với cúc phải uống với họ mỗi người một cốc sâm banh đầy làm cho cặp tình nhân đang nồng nàn kiêu thái phải chến choáng gần ngã bởi thấy sảnh tự phụ tòa nhà chàng mới tậu là nhà vàng và gọi cúc là nàng kiều thị cho nên tân khách gọi chàng là tôn bá phụ họ lấy điển tích chọi nhau cho ra vẻ thiệp thế làng chơi trong nam nhất là hạng anh chị cờ bạc thuộc những sự tích về nhân vật tuần truyện tam quốc thủy hữu như cháu động có dịp là tuôn ra hàng tràng từng có tay vô côn hay cưu mang em út tự xưng mình là mạnh thường quân từng có tướng cướp tự hiệu là đơn hùng tính luôn mấy năm cướp bóc lung tung ở vùng biển hồ trên cao miên và miền hậu giang xứ nam kỳ Sao mãi nhà chuyên trách mới trừ khử được những người trong giới chơi bời thuộc lòng nhân vật tuần xưa truyện tàu cũng như nhà cựu nho phải nhớ kinh điển hay nhà tân học cự phách thông cả la tinh hy lạp vậy tuy giữa tiệc họ khéo dở tích xưa ra tán tụng cầu sảnh thế đấy nhưng chốc nữa ra về họ phẩm bình mai mỉa với nhau cho anh chàng khoe mèo hợm của như thế là ngốc nhà vàng vàng thiệt hay rồi quá ra vàng giấy có phải con đó là đại kiều hay đổi ra là đại cừu thì mới thật đúng tôi cho chúng nó chỉ dính nhau mấy tháng rồi tan rã như nước đá cho mà coi có lẽ thằng đực thì hợm của mà ngu con kia thì xài tiền như rác mà lại đa tình ghê gớm Gái đâu có gái lạ đời Chỉ chưa có một ông trời không chim Thôi đi Nên hư hay dở kể sát chúng nó Có lẽ chúng làm bữa tiệc tốn kém hàng nghìn Để thuê anh em mình chửi đi sao Nhưng tôi thì tôi cũng bảo là chúng nó sắp chết Ấy là những lời tán mảnh của một bọn khách Sau khi ra về Nếu chàng được nghe Không chừng quất tức đến đập đầu vào tường Chàng không ngờ đâu Đại khách tốn hao sang trọng đến thế Họ ăn rồi lại có thể chửi mình Bữa tiệc chàng làm đến cùng xa cực sĩ Người ta chưa hề thấy một nhà quan đốc phủ sứ Hay một đại phú gia nào Đại tiệc quan phí đến thế Đồ dọn ăn toàn bằng vàng bạc và thủy tinh Phần nhiều là đồ ngự dụng Trong cung vua mãn thanh ngày trước Do một hiệu khách trong chợ lớn thuê Từ bên tàu đem qua Phải bảo hiểm mấy vạn bạc Hiệu cao lâu vĩnh xuân lãnh nấu Lựa chọn tin những món ăn cầu kỳ quý giá có món nấu hai thứ chim gì Ngoài bể không biết Gọi tên là món phượng cầu kỳ hoàng Mỗi bàn một dĩa Mỗi dĩa tính giá 100 đồng chẳng Cứ hai đồng bạc Một ấm trà trảm mã Là thứ chè tận trên ngọn núi Vũ Di Sơn Người ta phải thả những con ngựa già dạ ốm Cho lên đỉnh núi ăn lá chè ấy Rồi mổ bụng ngựa ra mà lấy Vì thế có tên là trảm mã trà Cũng vì thế mà quý hóa đắt đỏ Rượu xăm banh uống như nước lã suốt đêm Toàn thứ hảo hạng đắt tiền mua các thứ hoa tươi trên Đà Lạt đem về trang hoàng từ ngoài ngõ vào trong nhà xem với dốc nhiễu mới toanh riêng khoản đèn điện thấp một đêm ấy công ty điện khí tính cả tiền công và tiền hơi gần 500 đồng vì đèn điện mắt tứ tung cho đến nóc nhà và các ngọn cây sảnh còn chơi ngông đến nước này nữa mới lạ đời tặng quà cho khách những người giữ tiệc tân gia tân hôn này đã không tốn đồ mừng thì thôi lại còn được chủ nhân tặng cho một món quà đem về làm kỷ niệm mà phải món quà ít tiền gì sao từ 10 đồng trở lên tới bốn năm chục đồng không ngừng sảnh mua ở hãng nào giày mũ nào đồng hồ nào nước hoa nào tơ lụa nào bánh kẹo nào nhẫn vàng mọi thứ đựng trong một chiếc hộp xinh đẹp khi ăn tiệc xong bay ra cột sổ tambola làm vui mỗi người khách rút thăm hệ trúng món gì thì lấy món ấy ai cũng có phần không nhiều thì ít thế là khách được ăn được nói lại được gói mang về Họ bảo anh chàng hợm của Thật không quan chút nào Chương 17 Họ quăng tiền bạc qua cửa sổ ra thế nào Từ đấy sảnh và cúc sống một cuộc đời Rất mực xa hoa Phóng túng trang trề vật chất Không mấy đêm nhà họ không bày ra những cuộc yến ẩm Tụ hợp bạn bè trai gái Hầu như một hội quán Hơn nữa một tổng bộ của làng chơi nghề đời đã sẵn tiền bạc trong tay lại dám quan phí giao du cứ này yến mai tiệc mời mọc người ta thì có thiếu gì bạn lui tới vui chơi rất đổi nhà sảnh trở nên một cơ quan tập trung các tin tức mới lạ về trai gái về cờ bạc và các món ăn chơi và thời trang phục sức ai muốn biết một tin gì mới thì cứ đến đấy mà dò la nghe ngóng phàm một tân dân một biến cố gì quan hệ của làng chơi chỉ xảy ra độ nửa giờ Nhà này đã có tin báo cáo và biết rõ ngọn ngành Con năm nhật bổn mới ở Nam Giang xuống hôm qua Nhan sắc giờ coi xinh đẹp bội phần Vàng đeo từ cổ đến chân Công tử phát ở Cần Thơ Vừa mua một chiếc xe hơi Hotskit Chắc chỉ Nghĩa là mới nguyên Cho cô Tám Siêu Tôi đã thấy cô cầm tay lái vững vàng đáo để Hôm kia Nhà Rohomun Re Re ở đường Katina đã sang nhiều hộp xoàn đẹp quá. Các bà các cô nhà giàu tranh nhau mua. Ngày tối hôm qua, tại nhà Bảy Phan đánh me có xảy ra việc cướp tiền và rút súng ra bắn nhau sau đó. Có phải không anh? Không cần phải có một tờ báo riêng cho làng chơi. Bất cứ đêm nào người ta đến chơi tòa nhà ở đầu đường Rizzo cũng nghe được một vài câu chuyện sốt dẻo đại khái như thế. Nhắc lại, đường Rizzo tức là đường Phan Đình Phùng, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, quận nhất và quận 3. Đêm nào như đêm ấy, hãy thấy cô không đưa nhau vào nhà tiệc trong chợ lớn đóng thuế cho ông vua cờ bạc sáu ngọ ít nhiều, thì thấy cô hợp khách ở nhà, sát phạt nhau chẳng vừa chi. Bài cào họ đánh dài 300 đầu nặng là sự thường. Tứ sắc có chơi nhỏ lắm gọi là đỡ buồn, cũng một đồng bạc một lệnh. Mỗi đêm có thể ăn thua dăm ba ngàn đồng. Cúc có máu mê cờ bạc là thường Hơn cả đàn ông mê gái Nàng đã từng nói ra miệng với sảnh Cờ bạc tức là không khí đối với tôi mình ạ à. Trong khoảng 24 giờ không có nó làm bạn Tôi cảm thấy mình bức rứt khó thở Bất cứ đánh thứ gì Miễn là nó có cờ bạc cho tôi chơi gọi là Ăn thua đôi ba chục gì đó cũng được Tôi mới thấy khoan khoái dễ chịu Không thì tôi buồn bã cầu nhau Có thể xin sự cả với mình Thành ra chiều lòng người yêu Mỗi đêm sảnh phải tìm kiếm Sòng cờ bạc đưa cúc đi Hay là tổ chức ở nhà cho nàng chơi Chính anh chàng cũng bén mùi Lăn lóc với cột đỏ đen Cả hai người cùng là kiện tướng đổ bác Họ tương đắc tương thân nhau Có lẽ cũng gì đó một phần Chàng tổ chức ở nhà thường quá Đến tay ông vua cờ bạc Phải biết lão này không dung cho ai Có quyền lập sòng cờ bạc Mặc dầu ở trong nhà riêng của mình phàm ổ cờ bạc lớn nhỏ nào không phải thuộc quyền lão kinh doanh thủ lợi đều bị lão mách nhà chuyên trách dây bắt ngay có lần đang nửa đêm trong nhà sảnh đang chơi bài cào thì lính ập tới chàng mau trí khôn thu dẹp tan vật giấu ngay tuy không bị bắt quả tang nhưng sảnh và cút phải một bữa hết vía sau đêm hôm ấy họ không dạy tổ chức ở nhà nữa rủ nhau đi chơi ở ngoài chẳng có nhà tiệc và trường đua để cho người ta đổ bát tự do là gì kia Chàng phải chịu trụ người yêu thái quá mà mang lụy Nhất là đau đớn cho cái hồ bao Nàng muốn sao được thế Miễn là nàng hé môi nói Tôi muốn vật này Mình ơi Tức thời sảnh phải mua sắm vật ấy cho nàng Không bao giờ chàng từ chối một sự gì nàng ưng muốn Cũng không bao giờ tỏ ý khó khăn Giữa cặp tình nhân này Chẳng có tiếng gì là tiếng không có thể Nàng muốn một chiếc xe hơi nhỏ xinh Để học cầm lái Phòng khi đi đâu một mình chàng dông lại hãng ô tô hon hay gara indochino tìm được chiếc xe như thế đem về dần ngay giày đóng một lúc hàng mấy chục đôi đủ kiểu và các thứ da quần áo may hàng trăm bộ toàn là đắt tiền Mắc đầy hai ba tủ áo lấm bộ treo đến bở bục mà nàng chưa xỏ tay vào lần nào những dòng ngọc thạch dây chuyền nạm kim cương và nhẫn hộp xoàn nàng gặp thứ gì thích mắt cũng đúng niệu đòi chàng mua sắm cho được một hộp đựng đầy nữ trang khi nào thua bạc túng tiền quá Nàng đem đến các tiệm vàng bảo cầm để gỡ gạt Thế thần những vật điểm thêm nhan sắc cho nàng đó Thường bị cầm đi chuột lại không biết bao nhiêu lần Một hôm nàng đi chơi với sảnh Mà không thấy đeo một phân vàng ngọc nào Chàng lấy lạp ngạc nhiên Hỏi đồ trang sức đâu cả Nàng trả lời không có một chút sượng sùng Dây chuyền và cà rá Em đã cầm hết cả rồi anh à Mình tiêu xài việc gì mà phải cầm đồ cua quá chứ sao Thế cầm ở đâu Cầm ở tiệm thím xoài Đường vẹt đơn Thế là sẵn lại phải bỏ tiền Chuột nữ trang về cho nàng Có lúc mình cầm cả tòa nhà Ở đường Rizzo cho mà xem Ấy chưa biết chừng Nàng nói một cách rất tỉnh táo tự nhiên Tuy vậy anh chàng vẫn phải cắn răng bóp miệng Mà chiều chuộng người yêu đủ mọi sự Cảnh chàng gần như cảnh những vị trung thần cơ tử Tỷ can giàu gặp phải ông vua hung ác làm vô trụ Cũng vẫn khăng khăng một lòng Thảo ngay thờ chúa vậy Mỗi tuần lễ nàng phải tắm ba lần bằng sữa bò tươi để giữ cho da thịt được mịn màng trẻ đẹp luôn luôn. Người ta cứ đoán cũng biết sữa bò tươi đổ đầy một thùng tắm cho con người ấy, ngâm da tắm mát cả thân thể, mỗi lần tốn kém đến đâu. Không một chuyến tàu nào từ mặt Xây sang đến Sài Gòn, không đem lại cho nàng một hai kiện đồ, nào phấn sáp, nào nước hoa, nào hàng tơ lụa và kiểu mẫu nọ kia do nàng gửi mua ở Paris hay Londres. Sắc đẹp của nàng tức là giống liếng, là mồi câu, là khí giới sinh tồn. Cho nên nàng lo dung quén, bồi bổ, không kể gì hao tốn. Tắm bằng sữa tươi chính vì mục đích ấy. Nào phải thế thôi, nàng thuê mỹ viện kê va hai ngày một lần, cho một bà đầm chuyên môn đến nhà sữa vú, nắng da và đắm bóp cho nàng một giờ. Một giờ đồng hồ ấy tiền công 15 đồng bạc Nội một khoản ấy hàng tháng đã bao nhiêu tiền Nàng lại thuê riêng một ả sẩm Tức là thiếm khách Nói theo tiếng sứ Bắc Chỉ có việc mỗi ngày đến nhà Chờ khi nàng thức dậy Để chải đầu búi tóc cho nàng Tóm lại những cách điểm trang tự phụng Của nàng nhất nhất đài cát xa xỉ Tưởng vợ con những nhà dương công cự phú xứ mình Cũng không được thế Tiền ai Chỉ chết cái hồ bao công tự sảnh Hình như trong tay chàng có nhiều tiền quá Không biết tiêu xài gì cho hết Mà những việc kinh doanh đứng đắn ít lợi Thì hạng người như chàng lại không biết làm Thành ra chỉ còn có cách là bốc tiền mà ném qua cửa sổ Muốn khoe khoang cho thiên hạ biết mình chơi sang, xài bảnh Chàng không ngần ngại đem tiền bạc mồ hôi nước mắt của cha mẹ Đã góp nhặt và chia phần cho Quăng giải lắm cách thật là ngông nghênh lố bịch Sáng sớm một hôm đó Ai mở tờ báo trung lập mới ra Sốt dẻo Xem một thiên hạ đồn Dưới ngồi bút sắt cạnh Và rất khéo soi móc của ông Trần Văn Chim Đã quá cố Thấy mấy hàng tin tức quái lạ như sau này Đều phải sửng sốt Thiên hạ đồn rằng đêm hôm qua Những du khách muốn đi thừa lương ngoạn cảnh Cũng như các cậu làng chơi Muốn rước mèo đưa gái đi Thủ Đức ăn nem Hay lên dĩ an tắm mát Tìm khắp Sài Gòn chợ lớn không còn một chiếc xe hơi nào cho thuê nhiều người tức mình đến tận nhà các chủ xe thấy xe để không đó nhưng họ đều nói đã bị người ta trả tiền trước và báo gác đê giờ không thể cho ai thuê được dù là năm mươi đồng một giờ thiên hạ đồn rằng chỉ có một người đã thuê tất cả các xe hơi cho thuê ở sài gòn chợ lớn nguyên do chỉ vì hai công tử làng chơi kình địch với nhau một con mèo có quả như vậy chăng Câu chuyện kỳ khôi này quả có như lời thiên hạ đồn thật giá lại một trong hai công tử nói đây Nào phải ai lạ chính là con cừu trong chuyện của chúng ta Cầu sảnh Ở đất xài thành phong nguyệt phồn hoa Người ta thấy các vị công tử nhà giàu tay chơi Chỉ vì ganh hơi tức khí Vì sĩ diện Vì tiếng tâm Gây nên những cuộc tranh cướp lẫn nhau Một con mèo là sự thường có Được cái họ không làm như bọn du côn lấy dao găm quả thụi ra tranh nhau một mối lợi một miếng ăn đằng này họ chỉ dùng rặt một thứ khí giới tranh đấu vừa nhẹ nhàng vừa có sức mạnh vô song ấy là chiếc ví da cuộn giấy bạc ví dụ cậu a mai tặng cô b một áo nhung đáng bảy tám chục thì cậu c tặng chiếc xuyến nạm hột kim cương đã mua tại hiệu răng xoa sự hơn hai nghìn đồng tức thời cậu a điên tiết cho hẳn cô một chiếc ô tô mới tinh hảo để chỉ tỏ cho kẻ tình địch biết rằng Tao nhiều tiền hơn Tao xài bảnh bao hơn Thử xem mày có giỏi Thì ganh gỗ với tao nữa đi nào Nhiều khi rốt cuộc Cả hai cậu cùng khuynh gia bại sản Chỉ có cô bê ở giữa là béo bở Mấy tài danh hòa như bực trà nhị gần đây Nhờ có những cuộc tương tranh đại khái như thế Đã cho họ phung phá biết bao nhiêu dạng của công tử mà nói Cái vật làm đích tương tranh cho họ Có khi chỉ là một tiện phẩm mà họ cũng dở những cú giấy bạc ra đấm nhau túi bụi mới kỳ Hèn gì lũ gà thường ganh gỗ mổ đá nhau chỉ vì có tiếng gái cũng bởi tiếng gái mà sảnh đã chơi cái thủ đoạn thuê sạch xe hơi ở sài gòn cho lớn tốn hết vô số bạch tuyết một ngôi sao vừa mới mọc lên kể nhan sắc không kém gì cúc nhưng nàng được điều hơn là còn xanh trẻ như bông hoa mới nở lại có cái thiên tài ca giọng cổ với thanh điệu thánh thoát du dương nghe rất hay ai cũng phải phục Ban đầu nàng dự vào một ban cải lương tài tử Hát giúp hội dục anh vài đêm Sau được hai hãng Pate và Columbia tranh nhau thuê Nàng ca những bản giọng cổ để thu thanh vào đĩa máy hát Các báo đăng hình và ca tụng rầm rĩ lên Nhân đó tiếng tâm bạch tuyết nổi dậy Các cậu công tử mê tích đua nhau chạy theo tán tỉnh thù phụng nàng Trong đám ấy sảnh là người đoạt giải tiên phong Được lọt vào mắt xanh của bạch tuyết Kế đến giao một chàng trai trẻ vạm vỡ con nhà giàu ở vĩnh long đổ tú tài bên tây trở về chưa tính làm lụng công việc gì mai gặp một hôm bà mẹ bỏ quên chìa khóa tủ sắt cậu đánh cắp được một bó giấy bạc nghe đầu tới ngoài một dạng đem lên sài gòn ăn chơi thả cửa nhưng bạch tuyết khôn ngoan biết lựa chọn đối với giàu có phần gắn bó âu yếm hơn vì cậu này cũng trẻ như nàng cũng con nhà giàu có chút danh giá là cậu tú mà trái tim non lại chưa có ai nắm giữ sảnh đã có cúc rồi nàng dư biết trước hàm sư tử gửi mình đằng la nàng không dạ gì thành ra hai cậu vốn là bạn chơi bời cặp kè với nhau giờ vì tương tranh một con mèo mà khóa ra ghen ghét kình địch sảnh chỉ nhăm nhầm tìm cách đoạt lại bông hoa trong tay kẻ thù nếu không được thì cũng phá đám chơi cho bỏ ghét họ đã từng xỏ nhau lắm miếng rất cay không kể gì là sự hao tiền phí của một hôm sảnh muốn trào máu lên cổ khi được tin bạch tuyết từ chối bữa cơm chàng định mời ở continental đại phản điếm chiều nay là cốt để sáu bảy giờ tối cùng giao tổ chức cuộc đi tắm suối dĩ an với mấy bạn thân chàng bắn tin đe dọa à giỏi con bạch tuyết và thằng giao dám vuốt râu cọp mà chơi để rồi cọp cho hai đứa nó biết nanh vuốt sắc lẻm ra thế nào anh định cắt gân bẻ giò chúng nó chứ gì có người tò mò hỏi thế không Đây không thèm chơi lối du côn Chỉ đố chúng nó chiều tối nay Làm sao đi lên dĩ an được mới giỏi Quả nhiên Chiều tối hôm ấy Bọn giao với Bạch Tuyết đành phải tức tối Bãi cuộc chơi suối dĩ an Vì một lẽ rất quái lạ Không ngờ là Sài Gòn chợ lớn Chẳng còn sót một chiếc xe hơi nào cho thuê mà đi Họ ra bến xe chợ mới Chợ cũ Lùng khắp các gara Nơi nào cũng có một câu trả lời Xe có người thuê hết rồi Người ta đã trả tiền trước tới nửa đêm Và bảo chờ đợi sẽ đi đến bất hình linh Thôi xin thầy cô chịu phiền để hôm khác vậy Thì ra lúc 5 giờ chiều Sảnh đã lùng khắp hai châu thành Có chiếc xe hơi nào là xe cho thuê Chàng thuê tất cả Xe nào cũng thuê 6 giờ Tính mỗi giờ 5 đồng Chàng trả trước 30 đồng cho mỗi xe Và bắt buộc cứ đổ chờ đó Chàng cố hãm bọn kia không thuê đâu được xe hơi Mà lên dĩ an bơi lội ôm ấp nhau Ví dụ thử thời hai châu thành Sài Gòn chợ lớn chỉ có độ 100 chiếc xe hơi cho thuê thôi. Người ta cứ tính nhẩm cũng biết, đêm hôm ấy, với cách chơi ngông nghênh kỳ quá như thế, sảnh đã ném qua cửa sổ một món tiền bao nhiêu. Rồng rã hai năm, sảnh với cúc thi nhau ăn xài chân diện cờ bạc, phung phá tràn cung mây. Họ đắm đuối trong cuộc đời vật dục, quan tàn cuồng rỡ đủ thứ. Chỉ thấy đồng tiền mỗi ngày đổi nón ra đi từng lũ không bao giờ nghe nó gõ cửa đi vào Người ngoài trông thấy đoán chắc sự sống của đôi nhân tình này Mỗi tháng phải tốn năm bảy nghìn một dạng họa chăng mới đủ Có người bạn tử tế khuyên chàng xa cúc Bỏ sự chơi bời Đem vốn ra kinh doanh một việc gì sinh lợi Khỏi khổ tương lai Chàng biểu môi gạt phăng Anh rõ ràng quá Người ta sẵn có tiền của cứ việc anh chơi một hồi đáo để cho sướng thân rồi chết Đời người có được bao lâm Tôi sống theo thuyết vị ngã của Dương Chu Anh bảo xa cốt thì sự sống của tôi còn có nghĩa gì Thà chết dưới cụm qua mẫu đơn Để làm con ma phong lưu thích hơn Bởi vậy chàng như vui vẻ Dốc mãi hồ bao ra Cung phụng người yêu với mình Tha hồ quy quắc Mấy lúc về sau chắc hẳn số tiền gửi băng đã rút ra lần mòn hết cả rồi Người ta thấy chàng ít ngày lại về Cà Mau một lần Là để vận lương Vì phần gia tài chàng được hưởng có một vài sở ruộng ở quanh dưới đó Ban đầu chàng về còn được góp lúa bán lấy tiền Lần sau về bán già bán non qua màu Sau cùng thì về bán ruộng dần dần Khi dăm chục mẫu, khi một trăm mẫu, tới hết Ngay căn nhà ở đường Pierre Blondin Cũng đã sang tên đổi chủ Cho đến tòa nhà lộng lẫy đang ở tại đường Risso Mà chàng đã mua 50.000 đồng cho Cúc đứng tên Nàng cũng lén đỡ cho chàng già lấy một dạng Để quăng vào sòng me và chiếu bài tức sắc rồi nữa Cái gia sản 40 vạn thấm thoát mới hơn 2 năm đã sức mẻ, tiêu tan Không khéo chẳng còn lại được 1-2 phần 10 Chương 18 Bắn một viên đạn cuối cùng Sau những ngày tạnh ráo vui tươi đến cơn sấm chớp dông tố Mọi khi thầy cô thức dậy buổi sáng với họ Buổi sáng nghĩa là 12 giờ trưa hay 1-2 giờ chiều Luôn luôn nét mặt tươi tỉnh chương trình ăn chơi ngày hôm ấy chiều đi mua sắm những gì ăn cơm tây hay cơm tàu tối đi xem cải lương hay cine rồi về đánh ở sông nào bao nhiêu lâu nay công việc mỗi ngày của họ quanh quẩn chỉ có chừng ấy dù đi chung hay ăn mảnh cũng thế hôm nay khác hẳn thầy cô thức dậy với bộ tịch rủ rượi thảm đạm mỗi người ngồi cú rũ một xó chẳng nói chẳng rằng trông như con gà bị nước mưa thấm ướt lông cánh đồ điểm tâm và hai cốc cà phê sữa để trên bàn đã gần nguội lạnh con sen mời nhắc bị thầy gắt cổng trợn mắt tròn xoe mày muốn sực cái thì sực đi làm gì hối thúc người ta cô ngồi bó gối thỉnh thoảng thở dài một hơi thì ra đêm qua họ đã thua bạc cháy túi cách tuần lễ trước sảnh về cà mau bán nốt mười mẫu ruộng còn lại được đâu hơn vạn bạc đem lên sài gòn thế là hết của bất động sản ở nhà quê không còn gì nữa vào tay phá của như thầy với cô vàng bạc có phải nhiều nhỏ gì họ lại cứ việc nhắm mắt dung tay xài phí cờ bạc đêm nào chàng cũng phải hộ giá nương nương vào nhà tiệc trong chợ lớn rồi cũng ngứa tay nóng mũi đánh theo cơn đen giận hẫm số tiền khá to ấy không được nằm ấm chỗ lấy dâm sáu ngày mỗi đêm nó phải bông đi ít nhiều rồi tới đêm qua từ giả hồ bao thầy cô mà đi hết họ đã bắn viên đạn cuối cùng cho nên sáng nay dậy Ngồi thừ mặt với nhau đó Nhưng chẳng còn tòa nhà giá trị năm vạn là gì kia Sánh dùng đứng dậy rửa mặt chải đầu Rồi thắng bộ cánh vào đường hoàng Sắc mặt đổi ra vui vẻ Hình như trong trí đẹp dục nhớ ra Một phương pháp có thể giải ách cứu nguy Chàng hớn hở chạy tới bên cúc Mình Đưa bằng khoáng nhà đây cho tôi Tức là văn tự địa đồ Nhà nào Cúc vẫn ngồi nguyên chỗ ngẩng mặt hỏi lại một cách hốt hoảng nhà chúng mình ở đây chứ còn nhà nào nữa đã cầm mẹ nó đi rồi còn đâu giá xét đánh bên mang tài chàng cũng không giật mình hơn chết chữa cầm bao giờ đã bốn tháng nay tôi có việc cần tiêu nên tôi cầm đi mình tưởng những số tiền mình đưa cho tôi mà đủ xài được sao thì mình cầm cho ai Tôi cầm cho thằng xã tri Nappa ở đường Ô Lấy 10.000 đồng Bây giờ để tôi bàn tính với mình một việc này Xem mình có chịu không nha Nàng lại ngồi bên bàn Uống cốc cà phê nguội và nói tiếp Với cái nhà này Nếu ngay bây giờ chúng mình bán đứt E người ta thấy mình cần tiền sẽ trả rẻ quá Bán nó uổng đi Tôi có thể năn nỉ thằng cha Nappa Cầm thêm lấy chừng 15.000 đồng nữa Một mai ta có tiền chuẩn Thì nhà vẫn còn nhưng số tiền này ta phải tính công việc làm ăn mua bán gì Chứ cầm nhà để lại ăn chơi cờ bạc rồi thì ăn mày Mình nghĩ xem có phải không Phải đấy Chính tôi cũng đang suy nghĩ như thế Lần thứ nhất thấy cặp trai gái này bàn đến sự làm ăn Ngay chiều hôm ấy họ đi khẩn cầu ông tượng đồng đen ở đường Ô Chịu cho đỡ thêm về tòa nhà lấy được 15.000 đồng nữa Như ý sở nguyện Làm gì nó chẳng chịu một tòa nhà còn mới nguyên đáng giá 5 vạn mà chỉ cầm có phân nửa lấy lại 3 phân. Nếu người ta chuột thì nó được tiền lãi cũng đủ no. Không chuột thì nó được cả tòa nhà với giá rẻ. Lạ gì chủ nợ thường chiếm được gia viên điền sản của bọn cờ bạc ăn chơi bằng cách đỡ non bán già như thế. Nhờ cúc khéo ngoại giao. Từ ngoại giao được tác giả mỉa mai để trong ngoặc kép. Tòa nhà đường Ritzel hai lần cầm nợ được giá ấy kể còn là khá có mất cũng đau đớn vừa thôi từng thấy ở nam kỳ có lắm của bất động sản đáng giá năm bảy chục vạn mà bị mất vì số nợ dăm bảy ngàn mới đau cũng là lần thứ nhất cặp trai gái này có vạn rưỡi bạc trong túi mà đêm hôm ấy họ chịu nằm khang ở nhà không đi tiêu pha đánh chát gì hết như đã hối hận chán nản cuộc chơi họ hiền lành ở nhà một đêm thứ nhất để bàn định sinh nhai đắn đo tính toán với nhau mãi họ đồng ý nhất định làm nghề bầu gánh cải lương một nghề nguy hiểm khó khăn đầy những gai góc nhất là với ai không phải nhà nghề sướng hát và hạng công nương công tử lười biếng chơi bời đã quen sẵn dịp họ mua một gánh hát cũ sửa sang may sắm thêm đổi tên là tân hí bang hôm khai mạc sảnh ta mặc smoking chững chạc đứng trước sân khấu lấy tư cách mình là chủ nhân gánh hát đọc một bài chúc từ mà chàng đã thuê mượn nhà văn nào viết hộ không biết Trước cảm ơn khán giả đồng bào Sau nói lung tung về nghệ thuật cải lương Và tiền đồ âm nhạc Làm như mình thông thạo nghề hát không ai bằng Nhưng chàng vẫn thò chui ra Trước mặt những người kiến thức Vì có lắm chữ nọ đọc sai ra chữ kia Nghe rất buồn cười Đại khái mục kích làm ra mục đích chẳng hạn Hèn gì ông trưởng giả Jordan Vẫn tưởng mình đã nói văn ngôn 40 năm rồi Chẳng cần phải học nữa Hồi đầu Tấn tuồng diễn tối hôm khai mạc hình như cũng có ý nghĩa tác giả vô tình hay hữu ý chẳng rõ khéo diễn ra tuồng một sự tích có cảnh ngộ giống như cảnh ngộ ông bầu gánh đến bảy tám phần mười trọng lan con một nhà giàu cha mẹ cho lên tỉnh học chỉ trốn học đi chơi với lũ vô lại sau nói dối nhà cấp vốn cho buôn bán nhưng kỳ thật chỉ để dân mèo nuôi gái khi cha mẹ qua đời chàng càng tự do phá tan cơ nghiệp đến nỗi suy vi rồi lưu lạc xấu hổ không dám trở về quê hương May nhờ có người vợ hiền đức Chịu khó buông gánh bán bưng nuôi chồng Và khuyên chồng tỉnh ngộ Trở lại theo đòi bút nghiên Về sau thi đổ làm quan Khôi phục được gia nghiệp cũ Đào kép đóng vai trọng lan Và người vợ hay quá Nhiều đoạn khiến cho khán giả cảm động phát khóc Trong đám khán giả có ít nhiều người Biết rõ câu chuyện sảnh với cúc từ đầu Nửa đêm giảng hát ở rạp mô đành ra về Được nghe họ bình phẩm kể cũng vui tai Các anh ha có lẽ chính thằng Sảnh soạn ra tuần hồi đầu Để ngủ ý tự sám tự hối đấy Nó chỉ giỏi soạn cơm hay là soạn quần cho gái thì có Chứ soạn tuồng nói gì Đấy là tác phẩm của thầy tù Nguyễn Trọng Quần Muốn ngủ ý khuyên răng nó không chừng Nó chính là Trọng Lan thì đúng lắm rồi Nhưng còn con Cúc đâu có phải là hiền phụ Ôi chào Mấy cậu công tử phá gia ăn chơi đĩ điếm chán chê Rồi cũng ti toe ra làm công kia việc nọ với đời Mà họ không biết làm việc quái gì Họ bỏ tiền ra lập cánh cải lương Các anh thử đếm xem Sài Gòn ta Có mấy công tử làm bầu gánh thất bại nhăn răng rồi Không khéo cải lương là dòng dây thắt cổ cuối cùng của thằng Sảnh với con Cúc đây Hễ hát dở thì chúng nó chết ngay Nếu hát khá kiếm ra nhiều tiền thì chúng nó lại chơi Lại phá Đằng nào cũng chết các anh có để ý xem lúc thằng Sảnh đứng đọc chút từ Bộ mặt dên giáo Ứa ngực mãi ra Nó tưởng bầu gánh cải lương là một ông chức lớn gì trong xã hội mình Còn Á Cúc thì liếc cười nhí nhảnh với vô số cậu trai Sao mà nó quen biết được non nhiều thế không hiểu Tôi sợ đầu thằng Sảnh hơi nhỏ Không đủ chỗ cho Á cấm sừng Ôi cải lương rồi quá ra bất lương Lời thiên hạ phê phán thế mà đúng Năm sáu tháng đầy Gánh Tân Hí Bang dạy tiếng tâm về nghệ thuật nổi hơn các cánh khác Chỉ nhờ có vài ba tay đầu kép xuất sắc và mấy vở tuần mới Tân Hí bàn diễn ở Sài Gòn chợ lớn Rồi đi vòng lục tỉnh lên Nam Giang Đầu đầu cũng được khán giả hoan nghênh thưởng thức Hơn bù kém mỗi đêm thâu nhập 5-600 đồng là thường Nếu đôi nhân tình này quyết chí tu tỉnh làm ăn đứng đắn Thì còn nói gì Lúc này tức là cơ hội cho họ chuột được tòa nhà đã cầm Khôi phục lần lần sự nghiệp đã đổ nát rồi tự xây đắp lấy một địa vị khả quan trong xã hội cũng nên Khốn Nhưng họ chỉ làm việc và giữ mình được một vài tháng đầu thôi Sự phát đạt của cánh hát không mấy chốc Khiến họ trở lại kêu căng, tự đắc Và đánh thức con heo phóng đảng Giờ ngủ tơ mơ kia, chồm dậy Chứng nào tật nấy lại hiện nguyên hình như hồi nào Sẵn có tiền bạc ra vào Thầy cô lại dung tay ăn xài cờ bạc thả cửa mỗi người lại biên thêm vào quyển sổ tội ác sẵn mắc thuở nào một tật hư mới sảnh đánh bạn với ả phù dung sau khi làm chủ nhân gánh hát cải lương một vài tháng mà chàng nghiện nặng mỗi ngày có ít cũng phải chi tiêu bảy tấm đồng về khoản mây khói những đêm có hát mặc kệ đào kép ở trên sân khấu chàng nằm chuối một góc trong buồng sau thổi bài chèn tàu và bắn súng liên thanh cho kịp chốc nửa tan hát còn phải hộ giá nương nương đi lùng sòng me chiếu bạc cúc thì bây giờ ngựa quen đường cũ ngoại giao tứ tung từ ngoại giao được tác giả để trong ngoặc kép Điểm gì bà chủ gánh hát cần phải giao thiệp trong nom giúp cho nàng có cớ luôn luôn để cất lẻn chốc lát với công tử này hay tình lang kia trong khi ông chồng hờ đang nằm liêm diêm trên chiếu phù dung thì ra căn nhà đến lúc cũ nát tứ tung mưa dột nắng soi tiếng là gánh hát thu nhập khá nhiều nhưng vẫn không thể nào thăng bằng thấm tháp cho hai người thi nhau quy quắc bọn đào kép ngó thấy vợ chồng bầu gánh như thế tự nhiên khinh dễ biến nhát cuộc thịnh vượng của gánh hát cho họ nghĩ được đến quyền lợi mình kẻ xin tăng lương ba chục phần trăm người đòi vay mượn năm trăm một bạc trước nhưng ông chủ cô chủ chỉ lo ăn xài ích kỷ cho sướng không nghĩ đến sự thỉnh cầu chính đáng của kẻ làm công mấy tay đầu kép giỏi lần lượt rủ nhau xin thôi và nhảy sang gánh khác Tân Hí Bang kém dành vắng khách từ đó Nhưng vấn đề thể diện hảo quyền Nhất là vấn đề sinh kế quan hệ Không cho phép sảnh và cúc quy gối đầu hàng trước sự thất bại ngay Họ đâm lao thì phải theo lao Cố tìm cách duy trì và chấn chỉnh Lúc bấy giờ số thâu nhập kém sút bội phần Quả mai chỉ vừa vặn cung ứng vào sinh tồn của gánh hát Mà khoản cần dùng chi tiêu quan phí của họ Thì lại không giảm được chút nào cả Huống chi còn muốn chấn chỉnh như mai sắm mũ mãn và luyện tập đào kép mới tất phải cần tiền cần có nhiều tiền thành ra họ phải nhắm mắt dây lãi có món tới đô ba chục phân Dây mãi hết chỗ phải bán lần đồ đạc trong nhà đến chiếc ô tô của sảnh là cái biểu hiện sang trọng sau cùng đã cầm cho người ta giờ cũng phải đoạn mãi luôn ba bốn tháng sau hai người chỉ sống về nợ nần vậy mà tình thế nguy nan cũng vẫn không thể cứu vãn lại được rốt cuộc các chủ nợ tịch biên mất cả gánh hát Thế là thầy cô phủi hai bàn tay không Giấc mộng phồn qua đến đấy là tàn Thật tàn Chương 19 Anh đi đàn anh Tôi đàn tôi Cần Thơ Ngày 27 tháng 4 Năm 1902 Chấm 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 Anh Tám Không có bút mực nào tả hết được nỗi lòng em cảm động tha thiết khi đọc bức thơ anh sám hối và cầu cứu Anh tuột xúc dốc trụy lạc mau Chống bất ngờ đến thế kia hả Vậy mà mấy tháng tân hí ban mới khai sinh Em đinh ninh rằng Phen này thế nào anh cũng khôi phục Và trở lại quật cường như trước Nếu không có thơ anh thì em vẫn tưởng Anh và người yêu vẫn còn nằm trên vàng Đi trên bạc Hiển hách giữa đất xài thành phồn qua Chẳng nói thì em cũng đoán biết Tình trạng anh lúc này nguy ngập quẩn bách tính thế nào em rất ân hận không thể tức thời trù liệu đâu ra năm ba trăm đồng mà gửi cứu cấp anh theo lời anh hỏi bạn giang hồ vô lại với nhau thêm có sợi dây thân quyến ràng buộc ta chẳng giúp đỡ nhau lúc này thì còn lúc nào huống chi anh từng có lượng hào phóng với em sự ấy em còn khắc bia đựng trong trí nhớ song cảnh ngộ không cho em làm theo chân tâm ước muốn nghĩ thật đáng buồn để em kể qua hồi kết thúc cuộc đời xài thành phóng đảng của em cho anh nghe vì những lúc ấy anh mắc đưa gánh hát đi châu du lục tỉnh Nam Giang Chắc anh không biết Hơn hai năm theo chân nối gót anh trên đường phồn qua lãng mạn Em đã nhắm mắt làm tôi tớ phụng sự ái tình của châu Giang Chính là người anh giới thiệu và anh hẳn còn nhớ Giữa tiệc tân gia hôm đó người ta đặt tên nó là Tiểu Kiều Bây giờ em nghĩ nên gọi nó là Tiểu Yêu mới đúng Nó ăn xài quan phí hơn bà công chúa Nó gồm đủ mọi tật của gái giang hồ nó ve vãn khắp mọi người Hiến thân cho bất cứ ai Có nhiều nhân tình nó không biết là mấy tá mà nói Đến nỗi một thằng trai trẻ nghiện ngập nuôi ở trong nhà Bình Nhật vẫn hầu hạ em phục dịch nó Sao em xét ra Chính là một nhân tình cũ của nó anh ạ à. Thằng ấy trụy lạc Sau khi đã xài bạc dạng gì nó Được nó thương hại cho nương náu trong nhà Gọi là em út Mỗi ngày cấp cho đồng bạc ra nằm tiệm công yên Tối về đấm bóp hầu hạ bà chị Em đố ai trông thấy ma ăn cổ lúc nào không thì ra phần nhiều gái giang hồ ở Sài Thành Đều có nuôi cậu em út đó Mà người phải chịu phí tổn Và bị chia sẻ phấn thải hương thừa Tức là bọn như chúng ta Tóm lại Vì nó mà em quy quắc gần 5 vạn đồng Một phần nói dối ăn cắp của nhà Một phần vai chằng vai cối Lợi tức hai ba chục phân Mà sao gia đình em trả mãi chưa hết Em đã nhào đầu xuống hố trụy lạc lưng chừng Mai phút có bàn tay nhân từ vừa lôi lên kịp Ấy là thân phụ em Ông bắt em về ở nhà quê chăm nom kiềm giữ rất nghiêm thân em giờ không khác một tên tù bị giam lỏng để ăn năn tội lỗi mất cả hành động tự do và mất đoạn này chuyện bị mất một trang phải tôi biết mình cứ ở đây với tôi các khoản chi tiêu ăn hút về phần mình nhiều quá thì chưa dám nói mỗi tháng từ một trăm hai đến một trăm năm mươi quan tôi có thể cung ứng đều đủ mình khỏi phải lo Nhưng tôi chỉ xin mình một điều Điều gì? Trả lại tự do hoàn toàn cho tôi Nghĩa là Nghĩa là mặc kệ Tôi làm sao tôi làm Mình không được can thiệp lôi thôi Mình cái việc nằm khển Có cơm ngon áo lành Có a phiến no đủ Còn tôi hành động thế nào mặc tôi Mình có chịu như thế không Sảnh choáng người Rung mình một cái Rung động từ đầu đến chân như bị ai thình lình dội nước đá sau lưng lạnh buốt xương sống chàng sực nghĩ cái cảnh em út trong thư tuấn đã tả một anh chàng xa xúc không còn chỗ nào nương sống phải bám vào tình nương đóng vai em út trong nhà bữa ăn ngồi xó xỉnh phía sau tối ngủ vật vã trong salon lông làm tên gác tùy hôm phát tài hay không nàng thí cho dăm ba hào đồng bạc tiêu vặt trong khi ấy người yêu hồi nào của mình nằm trong cánh tay ôm ấp của ông này đến cậu khác truyền nhau có khi họ lả lơi hôn hít trước mặt mình cũng nên muốn cho mình khỏi quá hổ phận tuổi thân hôm nào canh khuya khách vắng nàng mới đoái tưởng đến mình gọi lên đấm bóp ôn chuyện ngày xưa cuộc sống đốn mạc như thế chàng nghĩ mà kinh tởm nhục nhã chàng nhìn ngay vào mặt cúc thế mình bảo ngay tôi làm ma cô cho xong thì nó cũng na ná đâu vào đấy nàng trả lời một cách tự nhiên không một tí nào ngại lời ngượng miệng tội nghiệp sảnh ứa hai hàng nước mắt khí quốc giận lên nghẹn cứng cổ họng làm cho chàng không nói được câu gì mà cũng không biết nói thế nào chàng với tay với chiếc mũ trắng chụp lên đầu lẳng lặng ra đi chương hai mươi chương cuối hai bàn tay trắng một xó đầu hè đã mấy hôm nay sảnh lang thang trên đường cái sài gòn không mục đích không hy vọng trừ ra những giờ ăn giờ nghiện phải ngừng chốc lát ở tiệm hút quán cơm còn thì chàng cứ đi đi mãi chàng lựa chọn những đường phố vắng vẻ có bóng cây lúc nào xem chừng mệt mỏi ngồi bừa trên bãi cỏ hay miệng cống nghỉ ngơi giây phút để bổ lại sức khỏe bộ giò rồi lại đi có người bắt gặp chàng kéo lê đôi giày vải trắng vẻ mặt tiều tụy quần áo lấm len đi lên đi xuống mãi trên một con đường rất vắng ở sớm bàn cờ họ đã nói đùa kìa lão do thái phiêu lưu trong lịch sử đã đi tới xứ ta chỉ thiếu có bộ râu bạc phơ hình như chàng cố ý xa lánh những đường phố đông đảo không khi nào bước chân đến chắc hẳn sợ gặp người quen lúc đói cũng không chịu vào những hiệu bán cơm có nhiều người ra vào chàng tìm mấy quán tịch mịch bên đường của dân lao động ngồi chen chúc trên đầu ghế mua một tô cơm với dăm xu đồ ăn và mau và chóng rồi đứng dậy đi ngay vội vàng đến nỗi thường quên cả uống nước Khi cần hút cũng thấy Chui vào mấy tiệm ẩm thấp tồi tàn Ví dụ ở mãi dưới kho số 9 Mà quan khách phần đông là xe kéo Nơi đó chẳng có thể nằm yên ổn Chắc dạ Không ai nhìn được mặt mình Mà tò mò hỏi chuyện thương tâm Với chiếc bằng đà 15 đồng bạc của Tuấn Hảo Tâm gửi cho Chàng đã lĩnh ngay hôm mới từ giả Tòa nhà lộng lẫy ở đường Risto ra đi Đến nay có lẽ đã cạn hết rồi con người quen tiêu bạc chục bạc trăm hàng ngày bây giờ sống đường sống chợ đã bốn năm hôm với số tiền nhỏ mọn kia kể cũng khéo thu xếp tầng tiện biết mấy từ nay trở đi sẽ nếm mùi đói khát thiếu thốn cả cơm trắng lẫn cơm đen tình cảnh cậu ta bối rối nguy hiểm thật không thể ở không thể đi lại cũng không thể về còn có thể nào ở chung với một người mà sự gần gũi sự thân yêu sự liên lạc chỉ có một điều kiện thiết yếu là tiền. Trước kia được gần nó, nhờ hồ bao là môi giới, thì nay hết tiền thất nghiệp, ta phải xa nó là lẽ tự nhiên. Chàng suy nghĩ về chỗ Cúc định lưu chàng ở lại đóng một giai tuồng dở ma cô, dở em út Nếu sự ấy do lòng giả dối, tức là nó khinh bỉ mình, tìm cách đuổi khéo mình, còn mặt mũi nào mà ở. Trái lại nếu do chân tâm cũng là nhơ nhuốc cho đời mình, một người hơi có lương tâm tự trọng như chàng không sao muối mặt mà sống trong cảnh ấy được thà là đi nhưng mà đi đâu đời không thiếu gì hạng trai trẻ gặp cảnh gian nan thất vọng như chàng mà họ biết tự phẫn đánh liều đi xa rồi lập nên thân danh sự nghiệp có điều chàng không phải là hạng trai đó sinh bình quen sống giữa không khí phong lưu vật lạc đến nỗi chẳng chịu học hành chẳng rèn tập được một tài nghệ năng lực gì trong tay để phòng khi túng bước xảy chân Lấy đó mà sống Lại cũng chẳng có tâm cơ chí khí gì khác hơn đảng tích ăn chơi Vậy thì bảo đi đâu Và đi đâu làm sao mà sống Mà trở về nhà cũng không được nữa mới khổ Bao nhiêu dạng tiền tài điền sản của cha mẹ tích lũy bằng nước mắt mồ hôi Đem lên dung phí ở đất phồn qua Cho gái giang hồ và sòng đổ bát nuốt sạch trong vòng 3-4 năm trời Một người vô lại đến thế gia đình hương tộc ruồng bỏ cũng đáng kiếp Sự thật Chàng cũng tự biết lỗi mình Và hơi có tính khí khái Cho nên cam tâm để số phận trừng phạt Dày dò đến đâu thì đến Còn hơn trở về gia hương Nhìn thấy nét mặt buồn thảm của ông cha già Hay là ngửa tay cầu cứu chị em cô bác Nghĩ phương diện nào cũng khó Thành ra chàng đành nhắm mắt đưa chân Lên đền vất giả giữa bể Sài Gòn phong trần Được ngày nào hay ngày ấy May ra có một phép lạ sẽ cứu mình Biết đâu Phép lạ ấy chàng mong vào cuộc sổ số gần đến nơi Lúc bấy giờ đang có mấy số cứu tế nạn dân nước lục Bán khắp đầu đường góc chợ Mà lô độc đắc trúng tới 10 vạn đồng Chàng tính toán trong trí Bớt sự ăn hút Bỏ ra đồng bạc mua liều một tấm giấy số Cầm nó trong tay chàng lật qua lật lại Ngắm nghía rất lâu Trước khi cất kỹ vào túi Trong lòng chứa chàng mơ ước chừng một tháng rưỡi nữa thì sổ số, số này ta cố gắng chịu đựng từ nay đến đó trời ỉa phước trên đầu cho ta chúng số mười vạn thì phải biết ta lại lên xe xuống ngựa ăn xài lớn ở nhà lầu ta lại sống với cúc không thì cũng có con khác đẹp bằng mười cô thế rồi chàng lại lủi thủi đi hết phố nọ đến phố kia qua ngày ấy sang ngày khác mắt thường ngó chăm chăm dưới đất làm như người chú ý tìm một vật gì thôi hẳn là hạnh phúc đã làm rơi mất vậy đêm nằm ngủ lăn lóc trong tiệm năm quạt hoặc tiệm chú hóa có khi lại ngồi suốt đêm trong giường bờ rô nhưng số tiền trong túi đã hết mất rồi ban đầu còn tị hiềm lánh mặt người quen sợ họ cười bỉ sau bị hột cơm và khói thuốc kêu gào bách thúc quá chàng phải đánh liều gõ cửa mấy kẻ cố tri kể lễ sự tình gợi lòng tế độ một lần hai lần họ còn động lòng thương hại dẫn chàng đi đãi đằng ăn hút khi từ giả nhau lại dúi cho một đồng hay năm bảy hào bỏ túi nhưng làm phiền họ mãi khiến họ xin chán đến nỗi phải tìm cách trốn tránh nhất là họ đối với chàng không phải bạn hữu thăm giao từng có trao đổi tình nghĩa tiền bạc gì chẳng qua chỉ là chỗ quen tầm thường nay họ sự tử tế với chàng một hai lần thế là nhã lắm còn chính những bạn quen thân thiết hồi nào vốn có ân nghĩa cưu mang bây giờ phần nhiều tản lờ trốn tránh Mười cửa chàng gõ hết chín không nghe tiếng thưa Nếu chẳng có đứa nhỏ chạy ra trả lời Ông chủ nhà tôi đi vắng Có khéo rình mò bắt gặp họ Và được họ bố thí cho ít nhiều Cũng phải nghe những lời mỉa mai Chế diễu rất chua cay Họ không nhân tay hàng gắn thì thôi Lại đánh vào chỗ ung nhọt tinh thần của chàng Cho đau đớn lỡ lối thêm Thật thế Một bạn công tử có lần xua tay với chàng Như đuổi kẻ ăn mày và nói sỏ lá về mau Bảo Cúc nó chia tiền cho Tao biết tối hôm qua nó vớ được một món khách mở lắm đấy Họ réo tam đại lên mà chửi Có lẽ chàng thấy nhẹ nhàng dễ chịu Hơn là nghe một câu đâm họng như thế Chàng tức giận đầy gan Mà phải ẩn nhận Lại sự nhớ hôm kia Giờ ở tiệm hút chú quả thò mặt ra đường ô may. Gần đến quán rượu tay ở góc nhà in Ốc Chàng chợt thấy Cúc đang nói chuyện tí toét với hai ba anh công tử Nắm tay vuốt má nhau chỉ ba bước nữa thì chạm mặt tình nhân cũ chàng vội vàng lủi ngay bởi vậy nghe bạn nhắc đến tên cúc để chửi sỏ mình chàng càng thấy đau khổ vô hạn con người một thứ thiếu đói đã đủ khó lòng huống chi hai thứ thiếu đói một lúc cả cơm trắng lẫn cơm đen nguy hiểm thật đến cùng cực chàng muốn giải quyết một thứ cho được yên ổn còn thứ kia mới để xoay trở hồi này thành phố sài gòn có tổ chức hai cơ quan từ thiện ở đường a mỗi bữa nấu cơm bố thí cho các thầy thợ thất nghiệp ăn. Chàng bạo dạn đến phòng cứu tế ở Dinh Đốc Lý để xin biên tên vào hạng ăn cơm thất nghiệp nhưng bị người ta đuổi đi. Lúc trước chú làm ở hạng nào? Có giấy chứng chỉ là người làm việc mà bị thất nghiệp thì đưa ra xem. Thưa, không có. Hay trước chú làm thợ ở công xưởng nào bị loại ra? Thưa, cũng không. Thế nghĩa là thỏa nay chú không phải là thầy không phải là thợ không làm nghề nghiệp ở một hãng nào hay xưởng nào chính thế nếu vậy là chú vô nghiệp tức thị không phải thất nghiệp không được ăn vào cơm này của người ta chàng xấu hổ cúi mặt ra đi trong bụng đang đói như cào giờ chàng mới biết ra muốn ăn cơm thất nghiệp phải có mảnh giấy gì chứng nhận mình trước hữu nghiệp khốn nổi thuở giờ chàng chỉ có nghiệp phá tán cửa nhà cung phụng gái đỉ mà cái nghiệp ấy lại không có chứng chỉ ròng rã hai tháng chàng sống trong cảnh lang thang đối khát như thế bây giờ tóc dài da sạm thân thể vỏ vàng gầy ốm vì nỗi thiếu ăn thiếu hút là giải dầu phong xương quá đâm ra khái quyết và sốt rét từng cơn giá người bạn thân nào hay chính cúc bắt cập, dễ thường cũng không nhìn nhận được chàng nữa trước còn xoay quanh ra tiền chẳng nhiều cũng ít cho nên thường đêm còn được nằm hút rồi ngủ lại trong tiệm công yên từ vài tuần lễ này hàng ngày chỉ nuốt năm xu nhựa sảm để cầm hơi muốn ghé vào tiệm nào nằm nhờ dây lát họ cũng xua đuổi vì thấy bộ tướng anh chàng đau ốm hôm hem quá sợ chết trong tiệm họ thì rầy rà cùng đồ mạt lộ càng ngày càng rút ngắn mãi mấy hôm nay ba ngày chàng ngồi lê la trong công viên một mình ôm ngực mà thở tối đến mon men vào mấy tiệm hút ở quanh sớm chầu trực tiêm thuốc cho người ta để kiếm một vài hào mua nhựa nuốt và ăn uống qua loa vì tiệm không cho ngủ lại nên chàng phải phòng thân vài tờ nhật trình cũ đêm khuya lần đến giải phố trống của chú quả nơi ấy ngày nay là đại khách sạn majestic ở đường rigo de genuilly trông ra bến tàu nam giang trải giấy trên đầu hè nằm tán chuyện gỗ với mấy anh cu li bắt tê hai ba lần muốn lấy tấm giấy số ra bán rẻ để lấy tiền tiêu nhưng rồi lại thôi Chàng sợ trao sự may mắn tối hậu cho kẻ khác chăng Ngày sổ số, số cứu tế nước lục đã đến Chàng như phấn khởi Đầy tràn ý tưởng trong mong Buổi chiều hôm ấy Chàng lãng giảng ở mấy tiệm cà phê chợ cũ Đợi xem ai có tờ báo thì mượn Để dò kết quả những số nào trúng Chàng đưa trả tờ báo người ta Với nét mặt rã rượi Mất hết sinh sắc Thế là sự sai vọng cuối cùng cũng tiêu Chàng nghĩ Mình là một người không ở không đi không về được đến nỗi không còn có hy vọng gì nữa thế thì còn sống làm gì ý tưởng quyên sinh phát ra từ giây phút ấy và chàng nhất định thi hành ngay còn mấy hào bạc trong túi chàng mua giấy viết bức thư tuyệt mạng để lại cho cha và một chai thuốc ngủ sáng hôm sau nơi đầu hè nói trên người ta phát giác một cái tử thi ngủ trưa như chuyện đã thuật ở chương đầu ấy là sảnh chàng đã tự kết thúc cái đời thiếu niên ngông cuồng của mình Thế còn ả à cúc về sau ra thế nào? Đoán chừng có nhiều độc giả cầu kỳ muốn có câu hỏi sao chót ấy Kẻ thuộc chuyện này năm 1936 Tình cờ đến giảng cảnh một ngôi chùa ở miền Tà Lơn Lấy làm kinh ngạc Khi nhìn trong đám ni cô một người dung nhan giống nàng như đúc Thì ra nàng thật Lúc ấy nàng mới độ 30 tuổi Mà trông già như người đã ngoại tứ tuần nhưng nâu sòng dưa muối vẫn chưa xóa mờ tất cả những nét xuân sắc đương niên nàng ngậm ngùi kể chuyện đã qua tòa nhà kỷ niệm của sảnh để lại cho nàng ở đường rizzo cách sau ít tháng bị cha già chủ nợ tịch biên phát mại mất nàng vẫn sống cuộc đời yên hoa thêm một độ nữa rồi trôi nổi ra tận hà tiên làm tiểu tinh một nhà nghiệp chủ đã đứng tuổi nhưng trước hàm sư tử gửi người đằng la nàng chán ngán sự đời cắt tóc đi tu nương náu ở chùa này đã lâu mạn phép với phật tôi nói cô về tu ở long dân tự của sư muôn chẳng phải gần người gần cảnh hơn mô phật nàng cúi mặt tụng niệm lâm râm trong hai bên gò má như còn dính bụi phồn qua hết chuyện